Thưa sư, toàn bộ hệ thống kinh sách nguyên thủy gồm những cuốn nào? Quý vị hỏi kinh thì dễ, chứ còn hỏi sách thì bao la nhé. Nếu mà theo cái tầng thôi mà tốt nhất, quý vị vào đây à, vào đây. À, thấy cái địa chỉ không? Đây địa chỉ Tam Tạng Bali Việt.net, Tam Tạng Bali Việt.net ha. Có cái phần văn học. Đây văn học nhanh gọn, tặng luật ha, tặng luật. Đây là các cái bản đã được dịch nha, các cái bản đã được dịch. Đây là tên Bali, tên Bali đấy, cái này đã được dịch ha. Đây là tặng kinh. Tặng kinh đấy, rồi tặng kinh gồm có những cuốn này đấy, rồi tặng vi diệu pháp. Rồi chú giải đấy, chú giải cái nào đã được dịch rồi thì ở đây là có nhé, ở đây có đấy, cái chú giải vi diệu pháp, còn tika sớ giải thì không có. Ngoài ra ở đây còn có giới thiệu một vài cái sách á. Đấy rất là thoải mái, rất là thoải mái. Nhớ cái đường, nhớ cái địa chỉ, nhớ cái địa chỉ nhé, nhớ cái địa chỉ. Ai mà không thấy thì chắc sư copy qua cho nó. À, đấy cái địa chỉ, thấy chưa? Đấy. Rồi, vào trong đó tha hồ.